Xin chào các bạn, hôm nay Sóng Tình Yêu sẽ cùng đến với các bạn trong một phần tư vấn dành cho người phụ nữ là vợ. Và trong cái trường hợp người phụ nữ này thì cô đặt tôi 2 giờ. Thì cô cũng nói là để suy nghĩ đến cái vấn đề ly hôn thì là một cái chuyện rất là khó. Cô suy nghĩ rồi cô ly hôn rồi cô bán nhà từ nhà dưới đất là nhà lớn đổi thành nhà chung cư. Rồi cô làm rất nhiều thứ chuyển trường cho con. Cô rất là hận người thứ ba. Bởi vì người thứ ba xuất hiện đã làm cho cô thay đổi cái vấn đề như vậy. Tuy nhiên thì đến bây giờ sau khi ly hôn thì cô vẫn sống với chồng của cô. Và cô cũng chia sẻ với tôi rằng chị có thể làm video của em nhưng mà chị lược bớt cái phần quà tặng đi. Bởi cái phần quà tặng nó lớn quá đi. Mà đúng thì nó lớn thiệt ha. Cái này bí mật giữa chị em mình. Thì tại cái món quà tặng nó cũng không có liên quan gì đến cái vấn đề tư vấn. Nên là chị sẽ làm theo một cái chủ đề, một cái dạng tư vấn như thế này thì vừa kín đáo mà không ai biết em là ai ha. Thì sau khi mà cô ly hôn xong thì cô mới lại tiếp tục ở với chồng. Thì bây giờ cô đang là nhân tình của chồng cũ. Dùng cái từ chính xác là như vậy. Cô đang là nhân tình của chồng cũ. Và cô thấy rằng chồng cô cũng đã yêu thương cô trở lại và đã bỏ người thứ ba. Nhưng mà cô luôn luôn có cảm giác ám ảnh, sợ hãi vì sợ chồng mình á quay lại với người kia và không biết là cái cơn giông bão chồng ngoại tình nó còn quay lại hay không. Chồng cô thì cũng có ý định là sẽ kết hôn với cô trở lại nhưng mà cô đang lo lắng quá. À, bây giờ không biết là cô phải làm như thế nào và liệu chừng có thể tin tưởng được chồng cô hay là không. Thì tôi cũng chia sẻ với các bạn như sau. Đây cũng là một cái trường hợp cho các bạn để các bạn rút kinh nghiệm nha. Các bạn nghĩ rằng mình đã suy nghĩ một cách rất là chín chắn kỹ lưỡng để ly hôn chồng. Tuy nhiên, nếu bạn muốn chắc chắn hơn, bạn cần phải đi tư vấn. Và bạn hãy chọn cho mình một cái nhà tư vấn phù hợp với các bạn. Đừng có nói là chọn tôi, mà tôi khuyên các bạn là chọn ai phù hợp với các bạn. Nếu bạn thích người đó, bạn chọn người đó vì bạn tin tưởng người đó. Bạn muốn cái phong cách của người đó thì bạn chọn người đó. Chứ tôi không nói tôi là người tốt nhất nha. Có rất là nhiều chuyên gia tư vấn giỏi, hay, tài hơn tôi. Bạn hãy chọn cho mình cái sự lựa chọn phù hợp nhất dành cho tình huống của bạn. À, không ai là giỏi nhất, không ai là tệ nhất. Hợp với bạn, đó chính là người gọi là phù hợp với chuyện của bạn. Có thế thôi. Bây giờ trong cái tình huống cái cô này á, thì cô nói là ngày xưa em là người phụ nữ dáng đẹp nhưng mà em quên mất cái mặt của em. Người em đẹp, ngực em đẹp, tay chân em đẹp nhưng mà cái mặt của em quên. Bây giờ thì em đẹp hơn hồi xưa nhiều lắm. Cái hình mà chị nhìn thấy á, rất là đẹp. Nhưng mà là bây giờ em mới làm lại, em tuốt, em chăm sóc, rồi em xăm môi này nọ kia làm cho đẹp lại đó. Thì cô này cô rất là đẹp ha. Thì bây giờ trong cái tình huống chồng cô như vậy, chồng cô có một cái ưu điểm là rất là thương con. Nhưng mà cô cũng chia sẻ là chồng cô dường như là cái người đàn ông mà có hai con người bên trong vậy, giống hệt như đa nhân cách ấy. Đa nhân cách đôi á. Khi mà anh ta có rượu vào, anh ta có thể vì hận giận cái mối hận xưa mà anh ta có thể khùng khùng lên làm những chuyện ví dụ hung hăng như muốn đốt nhà, đánh người á. Vì cái tính như vậy nên anh ta rất là dễ bị người ta hại. Khi mà nghe đến cái việc mà anh ta có hai nhân cách á, nhân cách đôi á, đa cách đôi á, thì tôi cũng hỏi với cô rằng người như chồng em bốc đồng bản ngã như vậy thì chồng em rất là dễ bị những đứa bạn nó kích rồi nó xúi bậy hoặc là nó hại chồng em rất là dễ, tại vì điểm yếu của chồng em là như thế, thế nên là chồng em sẽ rất là dễ bị chúng hại. Thì cái cô này cô nói dạ đúng rồi chị, chồng em là cái kiểu mẫu người như vậy đó, nên là chồng em sẽ gặp rất là nhiều những cái xui rủi trong cuộc sống mà chồng em không có biết thay đổi. Với phần nữa là bây giờ anh đã làm cái nghề khác rồi. Cái nghề trước đây của chồng em làm là nó có nhân quả đấy. Tại vì bây giờ mình chị không muốn nói, tại vì nói ra cái nghề thì nhiều khi người ta biết em. Em sợ người ta biết em thì bây giờ mình đừng có nói nghề luôn. Nói trong cái chuyện bí mật như thế này. Thì để chị chia sẻ với em là trong 2 tiếng đồng hồ thì em cũng đã thông thạo, thông suốt rồi đó. Cái trường hợp của mình ha. Ví dụ như em nói là chồng em như vậy thì em có đáng tin hay không? Thì thực ra mà nói như thế này nè. Em không đáng tin á.
em cho rằng chồng em không đáng tin á, thì em cũng đâu có biết làm gì trong tình huống này đâu. Bởi vì em còn yêu chồng thì em tin chồng em đi. Mình cho mình dại dột lần thứ hai đi em. Lần đầu tiên thì mình không biết, lần thứ hai thì coi như là mình dại dột, đến lần thứ ba thì mình mới ngu thật em ạ. Thế nên là em cứ cho phép em sai lầm thêm một lần nữa. Tại vì bây giờ em đang ở trong tình trạng em là nhân tình của họ. Em đang là người yêu của chồng cũ. À, gọi là nhân tình của chồng chồng cũ ha. Thì bây giờ em với chồng em đang ở trong cái giai đoạn yêu thương và tìm hiểu lại nhau. Thì em vì những cái sự tổn thương đó mà luôn giày vò bản thân em, và em không có tin tưởng là em sẽ quay lại với chồng em hạnh phúc hơn. Em thấy đó, do mình quyết định cái sự việc của mình á, nó không có gọi là chín chắn. Nên là mình nóng giận, mình bị người thứ ba kích động, mình tức quá, mình bỏ chồng, mình bán nhà, mình làm mọi thứ. Mình làm khổ mình trong một thời gian rất dài. Đương nhiên em hận người thứ ba là không sai, vì em đang hận đúng cái kẻ mà khiến cho em đau lòng. Tuy nhiên mình cũng phải nhìn lại mình, là khi bão đến, bão ngoại tình đến, em đã bị loạn, em chạy loạn. Mà em chạy tới chạy lui là mình không có biết chạy. Mình cầm cái cây nó ngang ở giữa nhà mình cứ chạy ra chạy vào, lại vướng cái cây ngang đó, mình không chạy ra khỏi cái nhà đó. Tức là mình vẫn bị vướng chấp vào trong cái bản ngã của mình, rồi mình làm cho gia đình mình tan nát. Rất là tội mấy đứa con ha. Nó cũng vì như vậy mà nó cũng buồn. Nếu mà con em nhỏ thì đỡ, nhưng mà đứa con nó lớn nó cũng nhận thức được. Nhưng mà cái điều hay nhất đó chính là chồng em vẫn là cái người đàn ông rất là yêu thương con. Và em bây giờ đã trở thành một người phụ nữ đẹp như thế này rồi á, thì chồng em cũng phần nào đó yêu thương em hơn. Thì người phụ nữ biết chăm sóc và biết cách làm cho mình đẹp thì cũng làm cho người đàn ông yêu thương mình và ở bên mình và muốn gắn bó mình hơn. Đó cũng là những cái phương pháp để mình giữ được cái người mà mình yêu. Còn em nói là em có nên hả bỏ anh ta đi không, để mà em chọn cho mình cái người đàn ông gọi là tốt hơn. Ngoài kia có nhiều người đàn ông lắm chị. Dạ đúng, người đàn ông thì có nhiều, nhưng mà có người đàn ông em yêu không? Có ai làm cho em yêu họ được không? Đấy mới là cái câu hỏi quan trọng. Có rất là nhiều người đàn ông tốt nhưng mà không có thuộc cái style của em, thì làm sao em yêu được họ bây giờ? Em sẽ không yêu được họ. Ngoài kia có rất nhiều người đàn ông, nhưng mà không phải người đàn ông nào cũng yêu em. Người ta thích em vì em đẹp, nhưng mà người ta đâu có yêu em. Mà trong tất cả những người đàn ông đó thì em có yêu được ai không? Em chẳng yêu được ai. Em vẫn yêu ông chồng nghiệp chướng của em. Thì chị nói với em về là cái người có nhiều tiền cũng là người có nhiều cái nghiệp chướng. Em thấy đó, nếu em là cái người vợ mà cam phận ở trong bốn bức tường thì em sẽ khác. Nhưng mà đằng này em là cái người có tiền, làm ra nhiều tiền mà lại có nhan sắc nữa, thì đương nhiên cái sự nóng giận của mình nó cũng chứa đựng cái bản ngã của cái kẻ có tiền. Em hiểu không? Cái món quà mà em nói chị giấu đi ấy, bởi vì nó quá đặc biệt ấy, thì thật ra cũng chẳng phải có nhiều người mà tặng nhau số tiền như vậy đâu. Tại vì nó quá là lớn. Chị mà nói ra người ta nói là chị nói láo. Em hiểu không? Chị đã nói thiệt mà, có nhiều người tặng nhau cái vòng 3 tỷ, 7 tỷ trên tay là chị nhớ không rõ, không nhớ biết là số 3 hay số 7 tỷ. Với người giàu những cái chuyện đó nó rất bình thường, nhưng mà đối với người nghèo á, thì người ta nghĩ là mình đang nói dóc. Bạn hiểu không? Có nhiều người đi cúng chùa, cúng dường á, mười mấy tỷ, 2-3 tỷ có. Nhưng mà nhiều người ta không có thấy cái người giàu cúng tiền nên là người ta nói là nói dóc. Bạn hiểu không? Tại vì họ không bao giờ có một cái số tiền lớn như thế, nên họ nghĩ ai cũng nghèo như mình. Đấy, có vận thôi. Tại vì mình thường hay đánh giá người khác bằng cái cặp mắt của mình mà. Thế nên là cặp mắt của mình chủ quan, không có khách quan là như thế. Còn em á, nói là em bây giờ không biết có nên tin hay không, bởi vì chồng em ở bên ngoài á, rồi không biết như thế nào. Em thấy đó, cuộc sống ở bên ngoài, xã hội nó vẫn đảo điên, vẫn có những cảnh cướp, hiếp, giết, đánh nhau, rồi giật tiền, lừa tiền ở bên ngoài đầy đó. Nhưng mà đó là xã hội. Tại sao em mang xã hội vào trong cái ngôi nhà của em, để rồi em hù em, để rồi em cảm giác như sợ hãi? Cái vấn đề là khi em bước vào nhà em hạnh phúc với cái điều em đang có. Bây giờ con em thì xinh đẹp, chồng em á, thì qua một cái sự vấp ngã như vậy, anh cũng biết lỗi rồi. Và cái chuyện mà người ta có nhắn tin hay không nhắn tin đó em đừng có quan trọng. Em chủ yếu là tươi vui với chồng, chồng em muốn quay trở lại với em, kết hôn với em. Và em với chồng em ở thêm một thời gian nữa đi, rồi mình sống tươi vui tích cực hơn, mình tạo cho nhau nhiều cái kỷ niệm êm đẹp,
thì mình sẽ có cái quyết định là nên kết hôn lại với nhau hay không. Đó, thì bây giờ chị nói với em vậy, khi mà em nhớ đến người thứ ba, em lấy tay em tát ra mặt em ba cái, búp, tát ba cái cho tỉnh. Rồi khi mà mình cảm giác như mình bị tiêu cực, mình muốn chửi chồng mà cái miệng mình ngứa quá đi, mình gỡ giận là ngứa quá, không muốn chửi, cái tại ngứa quá cứ cứ muốn chửi chồng, tát vô miệng ba cái, đó, tát vô miệng ba cái vậy đó, để cho mình nhớ. Em làm như vậy đảm bảo với em 3 tháng thôi là em giác ngộ liền, em khôn lên liền và em tỉnh liền, và người thứ ba không còn tồn tại. Khi mà em muốn đẩy lùi cái bóng ma của người thứ ba thì em không được lôi người thứ ba vào nhà, và cái tâm lý đó nó làm cho em đau khổ, và em chỉ có muốn đẩy chồng đi ra khỏi ngôi nhà của em, bởi vì cái cảm giác em không quên được cái người thứ ba, em hận người thứ ba, và khi mà nghĩ đến con người thứ ba là em không còn muốn sống với chồng nữa. Vậy tính ra con người thứ ba nó rất là độc. Nó độc là sao? Khi mà nó xuất hiện, nó làm cho em bán nhà, nó làm cho em ly hôn. Nhưng mà khi nó không còn tồn tại, nó vẫn còn làm cho em không hạnh phúc. Em thấy nó ghê chưa? Thế nên một người như em, gọi là bản lĩnh ra ngoài đường kiếm tiền, mà trên tình cảm em lại thua nó. Đấy, em cần phải thay đổi cái tư duy của mình để chiến thắng với những cái kẻ như vậy. Hiểu không? Nó đào hố cho em rồi, em bang vào cái hố đó. Có phải là mình hữu dũng vô mưu không? Mình có yêu, có ghen, nó kích vào cái điều đó làm cho mình tan vỡ. Bây giờ mình đã có một lần sai lầm, mình đã ly hôn, mình đã hiểu là mình quyết định sai rồi. Bây giờ mình sống đúng lại thì mình đừng có nghĩ đến nó nữa. Thế nên là cái bài mà tôi chỉ cho em đó là cái chiêu để em áp dụng đó nhé. Nghĩ đến cái chuyện mà em nhắc chị á, là đừng có nói ra cái vụ đánh ghen. Trời ơi, chị nói cho em nghe, trên cái kênh của chị đánh ghen nhiều lắm em ơi. Cắt tóc, gội đầu, cạo luôn cả lông cả him luôn em nha. Làm nhục người ta đủ thứ mọi cách hết á. Thế nên là cái câu chuyện của em nó không phải là đặc trưng đâu. Tuy nhiên là chị đã giấu hết rồi, giấu hết đầu, giấu hết đuôi rồi, giấu luôn em. Tên gì chị còn không biết nữa. Nhưng mà sau 2 tiếng chị em mình đã nói với nhau rất là nhiều chuyện, em cũng thông hiểu và thông suốt rồi á, thì mình đừng có nên cố chấp nè em. Đó cũng là một cái bài học để cho mình học để trưởng thành hơn trong cái cách cư xử. Có nghĩa là mình bị tức, mình nóng giận, mình cần phải thông suốt. Còn khi mà mình đã bỏ chồng, mình kết hôn, mình quay trở lại, mình yêu thương chồng, thì mình hãy lành hết tất cả mọi vết thương. Hãy yêu như lúc đầu, đừng có nghi ngờ. Khi mà mình đã làm cái điều đó thì mình không sợ, mà mình đã sợ thì mình không làm. Em vẫn còn yêu chồng thì mình cứ sống với chồng như vậy đi, mình không có nên lo lắng. Mình làm một lần nữa, mình làm sai làm lại, có thế thôi. Mình đã quyết định sống với chồng trở lại sau những cái sự việc nó xảy ra không như ý, thì giờ mình cứ làm theo ý cái cách như vậy. Thì em cũng đã hiểu rồi đó, con em thì cần cha mà em thì vẫn yêu chồng. Thế nên là mình cũng đừng có nghĩ rằng mình quen ai hay chọn lựa ai. Ngoài kia rất nhiều đàn ông, nhưng mà người đó không thuộc về em. Những người đàn ông đó không làm cho em yêu thương họ, không làm cho trái tim em rung động, thì em đừng quan tâm đến họ. Em hãy tập trung cho cái người đàn ông mà bây giờ em đang gọi là chồng đấy. Rồi một thời gian nữa bọn em xây dựng lại với nhau, có nhiều cái cuộc đi chơi hơn, xây dựng gia đình đầm ấm hơn. Và chồng em vẫn là cái người đàn ông tốt, yêu thương con. Vì vậy thì em hãy làm lại từ đầu, yêu lại từ đầu với người đàn ông đó. Chỉ có một cái câu nói với em rằng, nơi tình yêu có thì nơi đó không có hận thù, nơi đó không có ai làm lỗi. Em sẽ có thể bỏ qua được tất cả mọi lỗi lầm cho cái người đã làm tổn thương em, bởi vì đơn giản em yêu họ, có thế thôi. Và con em cần họ là cha, em yêu họ và em cần họ là chồng. Vậy nha em nhé. Rất là cảm ơn em đã chọn tôi là người tư vấn trong những tình huống của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.